chúng ta sang cái chuẩn mực 23 là chuẩn mực là các sự kiện phát sinh sau ngày mà chúng ta lập báo cáo tài chính. Đây này. À, về mặt cơ bản nhất thì cái chuẩn mực này yêu cầu chúng ta như sau này. Yêu cầu chúng ta như sau này. Cái năm mà mình đang lập báo cáo tài chính, cái năm 2023 này, cái ngày mà mình khóa sổ để mà chúng ta lập báo cáo tài chính là ngày 31 tháng 12 của năm 2023. Nào. Thế thì theo cái nguyên tắc sự tích nhỉ, theo nguyên tắc sự tích thì tất cả những cái sự kiện, tất cả những cái nghiệp vụ kinh tế mà nó phát sinh ở năm 2022 thì mình phải ghi, à 23 thì mình phải ghi nhận nó trên báo cáo tài chính của năm 23 theo nguyên tắc gì nhỉ? À, theo nguyên tắc sự tích, nguyên tắc dung tích. Được chưa? Nguyên tắc dung tích. Nào. Cho nên chúng ta sẽ không được phép là sử dụng những cái số liệu mà phát sinh sau cái ngày này để mà lập báo cáo. Không được phép, đúng không? Đấy. Thế nhưng mà chuẩn mực này thì nó đang đưa ra một cái yêu cầu ngược lại. Và đọc đến đây chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là bối rối đây. Đúng không? Người ta bảo rằng là sau ngày mà anh khóa sổ, kết thúc cái kỳ báo cáo này, mà nó xảy ra những cái sự kiện nào đó, những cái bằng chứng nào đó mà nó cho thấy cái số liệu này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái báo cáo tài chính năm trước, thì anh sẽ phải điều chỉnh sử dụng như thế à, sự kiện đó để điều chỉnh trực tiếp số liệu của cái báo cáo tài chính năm trước. À, như vậy là nó đi ngược lại với cả cái nguyên tắc sự tích, đúng không? Đúng nhỉ? À, thế thì tại sao người ta lại đưa ra cái này? Thế thì để thỏa, để mà lập báo cáo tài chính thì ngoài cái nguyên tắc sự tích, tức là cái gì xảy ra là anh phải ghi nhận, bất kể là anh đã trả nó trả tiền cho nó chưa, đúng không, là anh phải ghi nhận ngay tại thời điểm mà nó xảy ra, đúng không? Nhưng cái chuẩn mực này thì người ta lại yêu cầu như sau này, đó là có thể sau cái ngày mà anh khóa sổ này có những cái sự kiện nào đó nó xảy ra, nó chỉ cho thấy rằng là cái số liệu mà anh ghi nhận theo nguyên tắc dồn tích này nó không còn đảm bảo tính chính xác nữa, thì anh sẽ phải điều chỉnh nó cho nó đúng để đảm bảo nguyên tắc gì ạ? Để đảm bảo nguyên tắc chính xác và nguyên tắc thận trọng. À, nguyên tắc chính xác và nguyên tắc thận trọng. Đấy. Chính xác thì chúng ta rõ rồi, đúng không? Số liệu này nó phải đảm bảo tính trung thực, chính xác thì nó mới trung thực, đúng không ạ? Trung thực nó bao phủ cái chính xác. Trung thực có nghĩa là nó vừa phải chính xác nhưng mà nó phải vừa đúng với cả bản chất của nghiệp vụ kinh tế, đúng không? Đấy. À, thế còn thận trọng là sao? Thận trọng thì hiện nay mình mới chỉ dừng lại cái nguyên tắc thận trọng này ở chỗ nào, là đảm bảo làm sao thứ nhất này là đối với doanh thu thì không ghi nhận sao ạ quá lớn so với cái mà anh có thể anh có thể được ghi nhận, đúng không? Không quá lớn. Thế còn đối với cả chi phí thì lại phải đảm bảo làm sao, đảm bảo sao ạ, làm sao ạ? À đúng rồi, Đánh giá quá thấp không thấp hơn cái mà anh đáng ra phải chịu, không thấp hơn cái chi phí mà anh sẽ phải chịu, đáng ra phải chịu, đúng không? Đấy. Cho nên chúng ta mới thấy này, như cái ví dụ lúc đầu giờ của mình nhá, là doanh nghiệp họ đang thực hiện cái chương trình khuyến mại, à chương trình chiết khấu thương mại, đúng không? Thế thì ở cái thời điểm ngày 31 tháng 12, do cái chương trình chiết khấu nó chưa xong thì kế toán họ chưa thể biết được rằng là cái khách hàng của họ, mua hàng của họ có được hưởng cái chính sách chiết khấu đó không, cho nên là họ không thể nào ước đoán được là cái doanh thu họ sẽ ghi nhận là bao nhiêu, cho nên họ vẫn phải ghi nhận theo cái giá bán mà họ đang giao dịch với cả khách hàng, đúng không? Như cái ví dụ lúc đầu giờ, lúc đó là chúng ta xác định là lúc 4 tỷ ấy, đúng không? Nhưng sang đến tháng 1 của năm sau, tức là cái ngày này là sau cái ngày mà mình khóa sổ thôi, kết thúc kỳ báo cáo đấy, thì cái sự kiện về chiết khấu nó xảy ra, mà chiết khấu đó lúc đó chúng ta sẽ phải phải làm giảm gì ạ, giảm cái doanh thu của từng kỳ bán hàng của mình đấy, để đảm bảo cái tính gì đấy, đúng không? Đúng không? Cho nên là lúc đó mặc dù sự kiện chiết khấu xảy ra ở tháng 1 của năm sau nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến số liệu mình ghi nhận doanh thu của năm trước, cho nên lúc đó chuẩn mực này yêu cầu là anh phải ghi nhận cái việc giảm doanh thu này, đúng không? Ở trên báo cáo tài chính của năm 2023. Nó đi ngược lại với cả nguyên tắc dồn tích nhưng nó lại thỏa mãn được nguyên tắc chính xác và nguyên tắc thận trọng đó, đó chính là mục đích
của cái chuẩn mực 23 ở các sự kiện sau ngày mà chúng ta kết thúc ký báo cáo này. Được chưa? Đấy. Thế thì về mặt tổng quan thì chúng ta thấy rằng là người ta cũng phải làm rõ cái câu chuyện này. Người ta phải làm rõ cái câu chuyện này. Đó là gì? Sau ngày kết thúc ký báo cáo là ngày nào? Là sau ngày 31 tháng 12 nếu như là mình đang lập báo cáo theo năm. Nhưng mà với những năm mà những doanh nghiệp mà người ta làm theo năm tài chính thì là có cái sẽ có cái ngày khác. Những cái quan trọng hơn cả sau ngày này là đến ngày nào? Sau ngày này thì kể cả tất cả những ngày nào mà sau ngày 31 tháng 12 này đều là sau hết. Đến 10 năm sau thì vẫn cứ là gì? Vẫn cứ là sau, vẫn cứ là sau. Cho nên người ta phải giới hạn. Người ta giới hạn. Đây khoảng thời gian người ta giới hạn đây. Khoảng thời gian người ta giới hạn đây. Và cái sau này là cái ngày gì? Ngày gì ạ? Ngày gì ạ? Không phải ngày ngày nộp. Ngày nộp Đa phần các cái thì doanh nghiệp vừa và nhỏ nhà mình thì họ sẽ chỉ quan tâm đến một cái ngày duy nhất mà kế toán nhà mình nó làm, bởi vì nó chỉ có phục vụ cho một mục đích duy nhất là nộp thuế. báo Cho nên cáo là mình luôn luôn nghĩ là ngày 31 tháng 3, bởi vì sao? Bởi vì cái ngày đó là ngày mà mình đi nộp thuế. Nộp cái hồ sơ quyết toán thu nhập doanh nghiệp. Không ạ. Trong chuẩn mực người ta nói chung cho tất cả các đối tượng chứ không phải là chỉ cho một mục đích duy nhất là thuế. Cho nên người ta lấy mốc căn cứ là ngày anh công bố. Ngày anh công bố. Công bố tức là gì? Tức là gì? Là cái báo cáo tài chính này đã được phát trong bất cứ một cái đối tượng liên quan nào. Kể cả là ngân hàng. Nếu là anh đi vay ngân hàng chẳng hạn, mà ngân hàng yêu cầu anh là phải cung cấp cái báo cáo tài chính này là ngày 15 tháng 2 của năm sau, thì cái ngày công bố của anh sẽ chỉ dừng lại ở ngày 15 tháng 2. Là cái báo cáo đó là đã được phát ra rồi mà. Đấy. Không không còn nằm ở trong nội bộ của doanh nghiệp nữa. Khi mà nó còn nằm ở trong nội bộ doanh nghiệp thì tức là anh vẫn chưa công bố ra ngoài. Còn anh đã phát cái báo cáo tài chính này cho bất cứ một cái đối tượng nào mà bên ngoài doanh nghiệp sử dụng cho bất cứ một mục đích gì. Đó. Thì đấy là ngày mà anh công bố. Đó. Thế thì cái khoảng mà những sự kiện mà chúng ta cần phải quan tâm ấy ở trong chuẩn mực 23 này là nó nằm trong khoảng thời gian này. Đó. Là mới thuộc đối tượng của chuẩn mực 23. Đó. Và khi đó chúng ta mới phải tuân thủ theo quy định của chuẩn mực này. Đó. Còn những cái sự kiện mà nó phát sinh sau ngày này thì chúng ta không cần quan tâm nữa. Đấy. Trừ cái gì? Trừ cái gì ạ? Trừ cái gì ạ? Trừ cái sai sót. Trừ cái sai sót. Đúng không? Sai sót thì đương nhiên là nếu mà anh phát hiện sai ở bất cứ thời điểm nào, cho dù là sau 5 năm hay 10 năm thì anh vẫn cứ phải điều chỉnh lại. Không phải là làm lại mà điều chỉnh lại. Đúng không? Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới nhìn thấy ở góc độ tổng quan nhất đó là gì? Những cái sự kiện, những cái tình huống mà chúng ta sẽ phải tuân thủ với chuẩn mực 23 này, là nó không phải là những sai sót là chính. Tất nhiên trong cái khoảng thời gian này mà nếu có phát hiện sai sót thì đương nhiên là anh vẫn cứ phải làm rồi. Nhưng mà không phải là các hành vi sai sót thông thường. Được chưa? Hoàn toàn anh không sai. Nhưng nếu nó xảy ra sự kiện này thì anh phải điều chỉnh. Đấy. Ví dụ này. Doanh nghiệp xây dựng. Doanh nghiệp xây dựng. Được chưa? Doanh nghiệp xây dựng. Anh đã ghi nhận doanh thu ở ngày, ở trong năm rồi. Ví dụ như là cái ngày hôm nay là ngày 20 tháng 12. Tháng 12. Đúng không? Anh đã ghi nhận doanh thu của công trình xây dựng này là 10 tỷ rồi. Được chưa? Nhưng mà trong khoảng thời gian trước khi anh công bố cái báo cáo tài chính của anh, đúng không? Thì có một sự kiện xảy ra là các bên kiểm toán nó kiểm tra, đúng không? Nó bảo rằng là cái công trình này là chỉ thanh toán là 9 tỷ thôi. Đấy. Thì cái đó chính là một sự kiện, đúng không? Để yêu cầu của chuẩn mực 23, áp dụng yêu cầu chuẩn mực 23 là anh sẽ phải điều chỉnh lại cái doanh thu của công trình này xuống còn có 9 tỷ. Được chưa? Đấy. Cái đó có phải sai sót đâu. Không, đấy không phải là sai sót mà đó là một sự kiện kế toán xảy ra làm điều chỉnh giảm giá trị của công trình. Được chưa? Đấy. Hay là đối với cả các cái doanh nghiệp mà trong ví dụ như là trong tập đoàn than này, thì thường xuyên xảy ra cái này. Là bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ khai thác họ bán than ấy thì họ chưa xác định được ngay cái giá bán của cái than họ bán ra đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái than mà họ bán ra ấy thì người mua, cái doanh nghiệp mua ấy, họ sẽ luôn luôn phân loại
cái khoáng sản là cái than ấy, anh khai thác là theo cái kích cỡ, theo cái phẩm cấp của cái than mà họ khai thác được. Ví dụ như là than to, than kim lê thì là giá là cao nhất này, xong rồi đến những cái loại than nhỏ hơn, than vụn đó, thì sẽ thanh toán là thấp hơn. Nhưng mà khi mà mình khai thác lên mình bán cho họ thì cái than đó chưa được sàng tuyển, chưa được phân loại, cho nên là chưa xác định được giá của nó là chính xác là bao nhiêu, đúng không? Thế cho nên khi mà mình giao cho họ trong cái năm báo cáo này này, thì lúc đó các bên mới chỉ xác định với nhau theo giá 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 tạm tính thôi, đúng không? Rồi đến khi mà họ sàng tuyển xong, các bên mới tiến hành là nghiệm thu với nhau, lúc đó nó mới có giá trị chính xác, đúng không? Thì khi đó nó cũng là một cái sự kiện mà cần phải áp dụng cái chuẩn mực 23 này để chúng ta điều chỉnh lại cái doanh thu của cái lô hàng đó. Hay ngược lại, đối với cả cái bên 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 mà chủ đầu tư của cái công trình mà tôi vừa mới nói ấy, khi mà cái ngày mà mình bàn giao mình đã xuất hóa đơn cho họ là với giá là 10 tỷ, họ ghi nhận cái nguyên giá của cái tài sản đó với cả giá trị là 10 tỷ. Nhưng đến năm sau khi mà kiểm toán nhà nước họ vào, đúng không? Họ giờ xác nhận rằng là cái công trình này chỉ được phép thanh toán có giá là 9 tỷ, thì bản thân chủ đầu tư họ cũng sẽ phải điều chỉnh lại cái giá trị tài sản của họ từ 10 tỷ xuống còn có 9 tỷ. Đấy. Thế thì họ cũng phải làm như mình, họ cũng phải làm như mình. Nếu như mà họ chưa công bố cái báo cáo tài chính này thì họ sẽ phải điều chỉnh ngay cái giá trị công trình này. Còn nếu như mà cái sự kiện đó nó lại xảy ra sau cái ngày công bố này thì họ sẽ không cần phải điều chỉnh cái báo cáo tài chính này nữa. Mà lúc đó họ sẽ điều chỉnh bằng cái kỹ thuật mà như đầu giờ mình nói, đó là điều chỉnh bởi các cái kỹ thuật về gì đấy, về về hồi tố, hoặc là điều chỉnh về bằng kỹ thuật là gì đấy? Là phi hồi tố. Đấy, thế đến đây mình lại thấy này, như vậy nếu như những cái sự kiện nó nằm trong cái khoảng thời gian này mà nó ảnh hưởng đến số liệu thì lúc này không có câu chuyện của hồi tố hay phi hồi tố, đúng không? Mà là gì, mà sửa ngay trên cái báo cáo tài chính mà mình đang đang làm chuẩn bị công bố ra bên ngoài. Thế còn hồi tố thì cái báo cáo này không được sửa nữa, mà chỉ sửa trên số dư đầu kỳ của cái báo cáo kỳ sau. Chúng ta rõ nhỉ? Đấy, thế cho nên là cái sự kiện này, cái chuẩn mực này để thể hiện rõ cách chúng ta lập báo cáo tài chính thế nào. Đúng không? Khi mà chúng ta phát sinh các cái sự kiện mà sau ngày lập sau ngày kết thúc kỳ báo cáo. Rõ nhỉ? Đúng không? Cái này nó hơi khó với chúng ta, bởi vì sao? Bởi vì đa phần chúng ta là khi gặp những cái sai sót này thì ông ngồi ông sửa lại cái báo cáo này, ông lập lại cái báo cáo này, sống lập lại, đúng không? Thuế hướng dẫn thấy là sai, thuế hướng dẫn thấy là sai đấy, là bởi vì sao? Bởi vì kế toán không cho phép làm thế. Lý do tại sao khi mà báo cáo tài chính của mình đã phát ra rồi nhá thì không được sửa lại lại nữa, đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng là hiện nay cái thực trạng của mình ấy, mình nộp cho mỗi mỗi cơ quan quản lý nhà nước cái báo cáo đó, nộp cho mỗi cơ quan quản lý nhà nước một số liệu khác nhau, đúng không? Tôi không nói là khác nhau do mình cố tình ấy, mà khác nhau do cách hiểu, là mình thấy cái báo cáo đó nó sai thế mình lập lại. Thế thì những cái ví dụ như là với cơ quan thuế, thì cái báo cáo đó mình nộp trước rồi, nộp trước rồi, tức là mình công bố rồi đấy. Sau đó đến ông đầu đầu ông đầu đầu thì lúc đấy mình kế toán cho mình bảo ô thì chết, cái báo cáo này nó sai không ạ, thế tôi làm lại. Thế là cái báo cáo mình nộp cho cái ông đầu thầu nó sẽ khác đó. Thực trạng là từ trước đây là như thế. Vì vậy cho nên vừa rồi cái luật đấu thầu như mình ấy, tôi đưa ra là cái báo cáo mà mình nộp đấu thầu phải là báo cáo mình nộp cho thuế, và nếu như mà hai cái báo cáo đó mà nó khác nhau là nó báo ngay, đúng không? Là bởi vì là chúng ta do cách hiểu của chúng ta là cứ sai thì ông lập lại cái nhà lá vườn mà của nhà trồng được mà, tôi cứ lập lại kế toán nó làm, mình có phải trả nó thêm phí đâu, đúng không? Đấy nhỉ, cho nên là cứ lập lại. Không phải, chúng ta phải hiểu là như này này, về mặt hình tượng thì một cái báo cáo tài chính khi mà chúng ta lập ra thì nó phải đảm bảo tính ý, chính xác. Và về mặt hình tượng tôi thường so sánh nó giống như là một lời hứa của chúng ta, một lời hứa, một lời cam kết đối với người đọc báo cáo tài chính ấy. Báo cáo này của tôi đưa ra cho anh là đúng, đúng không? Và cái lời hứa, cái lời cam kết của tôi là phải chính xác, phải chuẩn, đúng không? Thế trong khi đó này, mình đưa cho mỗi ông một số liệu khác nhau, mỗi ông một số liệu khác nhau, thế thì tức là cái lời hứa đó của mình là sao? Tỏ tình với một lúc là chín đứa đấy, đúng không? Đấy, cho nên người ta không cho phép chúng ta khi đã công bố báo cáo tài chính rồi thì không được phép sửa lại cái này nữa. Còn khi chưa công bố, anh sửa tờ mãi nhá. Còn đã công bố rồi thì anh chỉ được phép sử dụng các kỹ thuật mà kế toán cho phép là hồi tố hay phi hồi tố. Mà cho dù là hồi tố hay phi hồi tố thì nó cũng không bao giờ là được phép làm điều chỉnh các số liệu trên cái báo cáo này. Giống như câu chuyện của cái Xuân này. Rõ chưa? Xuân rõ chưa? Alo? 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 Dạ dạ rồi ạ. Cho nên bây giờ người ta mới lại làm rõ thêm một tí nữa. Đó là gì? Là các cái sự kiện này là những sự kiện nào?
Đó, đấy, thì bây giờ bắt đầu cái nội dung chuẩn mực nó mới làm rõ. Thì các cái sự kiện này sẽ được phân ra thành hai sự kiện. Sẽ được phân ra thành hai sự kiện, hai loại sự kiện. Phân thành hai loại sự kiện. Phân ra thành hai loại sự kiện. Sự kiện mà thuộc đối tượng tham chiếu của cái nghị, của cái chuẩn mực 23 này thì sẽ được phân loại ra thành hai loại sự kiện. Loại sự kiện thứ nhất là loại sự kiện cần điều chỉnh. Cần điều chỉnh. Và cái loại sự kiện thứ hai là cái loại sự kiện mà chúng ta không cần điều chỉnh. Mặc dù là cả hai cái loại sự kiện này đều trọng yếu cả. Đều là rất là trọng yếu. Nhưng có những loại sự kiện mà chúng ta phải điều chỉnh trực tiếp ngay. Còn những cái có những cái loại sự kiện cũng trọng yếu nhưng mà chúng ta lại không điều chỉnh trực tiếp. Mà lúc đó cái loại sự kiện không cần điều chỉnh trực tiếp này do nó trọng yếu mà. Chúng ta không điều chỉnh nó. Nhưng chúng ta vẫn phải làm một cái việc đó là gì? Phải công bố nó. À, mà công bố nó lại không sửa lại số liệu thì công bố ở đâu? À đúng rồi, công bố trên thuyết minh báo cáo tài chính. Đấy, đó nha. Tôi lấy ví dụ thế này. Tôi lấy ví dụ thế này. Đối với cả trích lập dự phòng đó. Trích lập dự phòng. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Giảm giá hàng tồn kho. Đó. Thì bản thân cái dự phòng giảm giá hàng tồn kho này là cũng sẽ phải làm rõ là nó có phải là sự kiện cần điều chỉnh hay sự kiện không cần điều chỉnh. Được chưa nào? Nhưng mà cho dù là nó thuộc nhóm nào thì anh vẫn cứ phải công bố nhá. Được chưa? Đó. Thế thì tôi giả sử là tôi phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại ngày 31 tháng 12 của năm 2023. Và tôi trích lập như sau này. Hiện nay hàng tồn kho của tôi ở trong kho là đang có giá trị là 10 tỷ. Giá trị hàng tồn kho đang là 10 tỷ. Được chưa? Tại ngày mà lập báo cáo tài chính thì tôi có cái dấu hiệu chỉ ra là cái sự suy giảm giá trị của hàng tồn kho. Nếu bây giờ tôi mang đi tôi bán, tôi sẽ không bán được 10 tỷ đâu, mà tôi chỉ bán được nó với giá là 9 tỷ rưỡi, 9 tỷ rưỡi thôi. Rồi. Thì lúc đó tôi sẽ trích lập dự phòng của giảm giá hàng tồn kho là bao nhiêu? Trích lập dự phòng là 500. Dự phòng là 500. 500 triệu. Cái này thì chúng ta cái này ai biết rồi đúng không? Cái này khỏi phải giải thích nhá. Cái này là hoàn toàn là dựa trên cái quy định về chuẩn mực về trích lập dự phòng thôi. Nhưng bắt đầu sang đến cái thời điểm kết thúc sau này. Thế thì lúc này là tôi thấy rằng là có dấu hiệu chỉ ra là nếu tôi bán thì lúc này tôi chỉ bán được có 9 tỷ 2 thôi. Nếu bán thì tôi chỉ bán được có 9 tỷ 2 thôi. Đó. Tức là sau cái ngày chúng ta khóa sổ đây. Đó. Thì sao nhỉ? Thì nó phát sinh một cái sự kiện chỉ ra thấy rằng có dấu hiệu chỉ ra thấy rằng là cái mức mà tôi trích lập dự phòng 500 triệu này là không đủ. Không đủ. Đúng không? Không đủ. Đúng không? À, dấu hiệu chỉ ra là mức trích lập dự phòng sai. Mức trích lập dự phòng sai. Đó. Thế thì nếu như mà cái trích lập dự phòng này mà sai cái con số trên này cái mà nó mang tính trọng yếu thì nó ngay lập tức nó sẽ thuộc sự kiện mà chúng ta phải phải thuộc đối tượng của chuẩn mực 23. Nhưng chúng ta có phải điều chỉnh hay không? Hay là chúng ta không điều chỉnh? Mà chỉ cần công bố nó ở trên thuyết minh báo cáo tài chính thì nó lại phụ thuộc vào cái gì? Đấy, cái điểm này là phải cái điểm phải làm thật rõ này. Đó. Thì người ta bảo rằng là những cái sự kiện cần điều chỉnh này này là nó đã phải là gì? Đã xảy ra. Nó đã xảy ra. Nó đã xảy ra. À, đã xảy ra được hiểu thế nào? À, thực tế đến một ngày nào đó ở sau khi tôi đã khóa sổ, tôi mang cái hàng này đi bán và tôi chỉ bán được nó với giá là 9 tỷ 2 thì ngay lập tức là mình sẽ phải điều chỉnh lại mức dự phòng này là từ 500 lên 700. Đấy là sự kiện cần điều chỉnh. Tức là nó phải thỏa mãn là gì đấy? Cái thiệt hại này mình đã gánh chịu rồi. Nhưng gánh chịu trong khoảng thời gian trước ngày công bố. Nhá. Đấy. Mặc dù nó diễn ra sau nhưng cái sự kiện là sau cái ngày mà mình khóa sổ đúng không? Nhưng cái sự kiện này mình đã gánh chịu thực tế nó cái khoản lỗ này mình đã gánh chịu thực tế. Thì do là cái khoản lỗ này
anh phải tính cho năm trước, tính cho năm trước, đúng không? À, nhưng nếu như mà mình chỉ thấy là trên thị trường, à, giá bán của nó nếu bán mà nó chỉ được 9 tỷ 2, à, thì lúc này mình không cần phải trích lập dự phòng thêm, à, tức là không có điều chỉnh, à, mà chỉ cần là, à, thuyết minh thôi là sau ngày mà tôi khóa sổ thì có dấu hiệu là số hàng tồn kho này không còn có giá trị là 9 tỷ rưỡi như tôi đang báo với anh, mà có thể là nó sẽ lỗ thêm 300 nữa. Đấy, ở trên thuyết minh báo cáo tài chính. Đúng không? Như vậy chúng ta có thể hình dung được rõ ràng sự kiện nào là cần điều chỉnh và sự kiện nào là không cần điều chỉnh chưa? À, là cái sự kiện cần điều chỉnh là nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến cái số liệu đó rồi. Còn những cái sự kiện không cần điều chỉnh là nó không ảnh hưởng. Nhưng à, nó cũng có nguy cơ mà làm cho cái số liệu kia của tôi nó không chính xác. À, thì tôi phải bảo, có nghĩa là khi cái người mà người ta cầm đến cái báo cáo tài chính này là người ta biết được rằng là ở cái thời điểm họ đang đọc báo cáo tài chính đó thì cái tài sản của doanh nghiệp nó không còn đủ giá trị như vậy nữa. Được chưa? Đấy, bằng hai cách, một cách mình trừ luôn trên đó. À, hoặc là mình phải báo với họ là có thể giá trị tài sản của tôi bây giờ chỉ còn cái này thôi. Đấy, thì chúng ta lúc đó chúng ta công bố nó ở trên trên à, thuyết minh báo cáo tài chính. Đó là sự kiện cần điều chỉnh và sự kiện không không cần điều chỉnh. Rõ không nhỉ? Alo, đến bây giờ chúng ta rõ chưa? À, rõ rồi. Thế thì mình xem là chuẩn mực chúng ta diễn đạt thế nào sau. Đấy, nội dung của cả chuẩn mực nó chỉ có thế đấy. À, nhưng mà chúng ta xem là người ta diễn đạt thế nào.